Hello, Shop Mình Khủng Long xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Shop Mình Khủng Long mang đến cho các bạn một sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm của hãng W Dragon, đó chính là Alo Soros. Alo Soros của hãng W Dragon đã từng là một phiên bản màu đen thì không được nổi bật cho lắm và đã nhận nhiều khiển trách. Nay, hãng W Dragon đã ra phiên bản màu khác, màu xám sáng hơn và có những vân sọc nhìn rất đẹp. Thì mình tin đây chính là sản phẩm mà hãng Alo W Dragon đã đầu tư rất là tốt. Thì hãng W Dragon làm con Allosaurus này theo tỷ lệ 135. Kích thước thật của nó là dài tầm 10 m và cao tầm 3 m. Thì mô hình 135 có kích thước dài tầm 23-4 cm, cao tầm 10 cm và có tặng kèm một bay. Thì con Allosaurus này phải có bay mới đứng được nha các bạn. Nó có thể tháo rỡ được nha. Con Allosaurus này á là một loài khủng long ăn thịt. Vì nó không có kích thước to lớn, vậy để có thể săn mồi thì nó cần những gì? Nó cần tốc độ và cần khả năng đánh một đánh hơi rất là kinh ngạc luôn. Loài Allosaurus này sở hữu những đặc điểm của một kẻ săn mồi đáng sợ, không phải nằm ở thể hình hay những cái hàm lực lưỡng mà là khả năng sát thủ của nó. Allosaurus là một loài khủng long có tốc độ chạy rất nhanh. Nhìn vào những cơ bắp của nó ta có thể thấy đây được thể hiện rất đẹp luôn, những cái vân của nó nhìn rất là đẹp, rất là thật luôn, chạy rất nhanh, cơ bắp rất là cuồn cuộn luôn. Và để giữ thăng bằng cho nó khi chạy thì nó có tiến hóa theo kèm cái đuôi rất là dài giúp cho nó cân bằng khi nó chạy đó. Nhờ vậy mà nó chạy cực kỳ nhanh nha, khó có thể con mồi nào thoát khỏi nó đâu. Đôi tay của nó không ngắn như T-Rex, nó dài hơn và có những cái móng vuốt cực kỳ nguy hiểm. Đây, móng vuốt cực kỳ nguy hiểm. Những cái móng vuốt này có thể xé thịt con mồi đó, chứ không phải vô dụng như loài T-Rex đâu. Thì nó còn kèm cái cổ khá là dài chứ không có ngắn, nó cũng là dài đó, rất là linh hoạt. Thích hợp khi đang săn bắt con mồi, nó có thể dùng cái phần cơ hàm của nó để phập được con mồi. Nó sẽ không phải như những loài khác là cắn vào con mồi đâu, mà nó dùng phần trên đập đập vào xương con mồi, đập vào thịt con mồi, xin lỗi các bạn, đập vào thịt con mồi đó. Đó thì cái phần khỏe nhất là phần hàm trên của nó nè, nó có những cái răng rất là sắc nhọn, nó giống như là những con dao cưa vậy á. Một cái răng giống như một con dao cưa, nó có những cái răng cưa ở những cái răng rất là đẹp luôn. Thì ở đây mô hình nó làm cũng khá là tốt lắm rồi đó. Con mắt màu đỏ nhìn rất là ác, rất là hiểm, với cái màu đỏ đặc trưng của loài Allosaurus. Cái phần viền màng của nó cũng ok lắm, phần lưỡi cũng rất là ok luôn. Mình thấy phiên bản này đã được trau chuốt rất là tốt rồi. Móng tay móng chân thì màu đen. Rất là ok. Tư thế cũng rất là đẹp. Thì loài Allosaurus nó đáng sợ hơn T-Rex rất nhiều lần, bởi vì nó nhỏ nên mình khó thể núp trốn nó đâu. Không thể trốn nó đâu. Rất đẹp. Khuôn mặt rất đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Những cái vân được thể hiện rất tốt, khá là ok. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem sơ qua nha. Thì trước giờ mình review á thì mình không có đi sâu vào thời kỳ niên đại hay là thực những chuỗi thức ăn của nó như thế nào, thì mình không đi sâu lắm, mình chỉ đi vào những cái cơ bản nhất thôi. Đó, thì các bạn có thể nghiên cứu khi mua nó về. Rồi, ok. Mình quay lại cho các bạn xem. Rồi. Ok. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Thì các bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn đăng ký vào kênh của mình để có thể tiếp tục theo dõi những sản phẩm tiếp theo. Rồi, bye bye. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.